Những ngày vừa qua, cư dân tại chung cư Osaka Complex phải sống chung với rác thải khi mà thang máy, thang rác và các dịch vụ dọn vệ sinh tại đây bị cắt hoàn toàn. Hơn 700 hộ gia đình tại đây rơi vào cảnh cùng khổ khi mà những nhu cầu cơ bản như là đi lại thì cũng không được đáp ứng. Dù bầu 9 tháng 4 ngày, chị Dung vẫn phải leo thang bộ 19 tầng khi muốn lên căn hộ của mình bởi thang máy tòa B, chung cư này bị ngừng hoạt động. Lúc nào cũng thấp thỏm, lo sợ. Vì chỉ sợ là mình di chuyển từ đây lên viện không kịp thời gian, và vì thời gian chờ đợi thang nó quá lâu mà đi bộ trong tình trạng là sức khỏe không đảm bảo như này, tôi cũng rất là sợ đến sức khỏe đến hai mẹ con. Đến nay, dịch vụ dọn vệ sinh vẫn bị đình trệ, thang rác bị khóa, cơ sở vật chất xuống cấp cũng không được khắc phục. Ban kiểm soát dự án lấy lý do thang máy đã đến hạn bảo trì, thiết bị không còn đảm bảo an toàn nên phải ngừng sử dụng. Cư dân phải tự cấp vật tư hoặc đảm bảo có nguồn thu thì mới tiến hành bảo trì. Trong khi đó, tài khoản quỹ bảo trì 2% theo hợp đồng mua bán với chủ đầu tư hiện đang bị phong tỏa do chủ đầu tư đi tù. Ban quản lý tòa nhà đang né tránh cái việc này và ép cư dân là bắt buộc phải ứng chi cái tiền thu 2% hiện tại nhưng đang đóng vào cái tài khoản đồng sở hữu mà không phải do chủ đầu tư đứng ra để thu. Và cái tài khoản này cũng chưa được công bố minh bạch là nó là như thế nào. Và ba người đứng trên tài khoản thì là chúng tôi không biết là ai cả. Chỉ có duy nhất có bà Hoàng Thị Kim Anh chúng tôi biết, được giới thiệu. Và từ khi tìm hiểu mua nhà về dự án này là phó tổng giám đốc của công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam. Nhưng hiện tại để mà làm việc và đòi quyền lợi của cư dân thì bà Anh đang không nhận trách nhiệm mình là phó tổng giám đốc của công ty CT Việt Nam. Quyền lợi của người dân bị xâm phạm nghiêm trọng nhưng trách nhiệm lại không được xác định cụ thể. Trong trường hợp xảy ra những sự cố khẩn cấp về sức khỏe, cháy nổ thì tính mạng của cư dân nơi đây bị đe dọa nghiêm trọng. Bản thân cô già như thế này mà cô phải đi vứt rác, đẩy xe rác từ tầng 29 mà gần một tiếng đồng hồ mới xuống bãi rác, nhặt từ túi rác ra cho các cháu ở trên tầng để đảm bảo cái môi trường vệ sinh. Vậy thì cô, cái mong muốn của cô là bây giờ cô 70 tuổi đầu rồi, cô không mong muốn hơn, cô chỉ yêu cầu là hãy trả lại những cái gì cho những người có thẩm quyền và có trách nhiệm để làm cho dân cư có một cuộc sống bình yên và coi như không khí trong lành cho dân cư thôi.